Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 năm Canh Tý, ngày này là ngày ất mùi tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ giờ Kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sa trung kim, ngày ất mùi, tức can khắc với chi, có nghĩa là mộc khắc với thổ, và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm, sa trung kim, kỷ tuổi, kỵ xỉu, quý xỉu, ngày thuộc hành kim khác với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. ngày mùi lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi thành mộc cục, xung với sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất, tuyệt sửu các bạn nhé. Về tuổi xung khác trong ngày tuổi kỷ sửu, quý sửu, tân mão và tân dậu tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao u vi tinh tốt mọi việc, sao đại hồng sa tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao địa phá kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ, sao hoang vu xấu mọi việc sao băng tiêu ngọa hãm xấu mọi việc sao hà khôi xấu mọi việc nhất là khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao chu tức hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương sao nguyệt hình xấu mọi việc sao ngụ hư kỵ khởi tạo cưới hỏi an táng sao tứ thời cô cỏ kỵ cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng Tây Bắc, Tài Thần, hướng Đông Nam. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp ngày của ngũ hành tí mùi tương hại cái điều này cho thấy với bạn tuổi tý đang có những cái quyết định nào đó mà bạn đưa ra khiến cho gia đình của mình rơi vào cái sự căng thẳng không mong muốn đó bạn tuổi tý nhé và tốt nhất là đối mặt với những cái vấn đề này, giải quyết nó, bạn cần phải lắng nghe, chia sẻ của mọi người xung quanh và cuối cùng bạn sẽ biết được mình phải làm gì bạn tuổi tí nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tí, cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi tí có một số cái thông tin nào đó khiến cho bạn bất ngờ, và ngạc nhiên thú vị nữa, nữa Nơi gia đình cũng như là ở nơi công sở, mọi thứ đều diễn ra rất chi là tốt đẹp và ổn thỏa. Cái điều này giúp cho tinh thần của bạn tử tí được thoải mái, dễ chịu cả khi làm việc lẫn khi trở về nhà nữa nhé. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc với thổ. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý không hề có lợi cho sức khỏe của bạn mệnh và nhất là khi tình trạng ô nhiễm không khí ô nhiễm môi trường càng trầm trọng và bạn tuổi tí bạn nên đeo khẩu trang và hạn chế đi ra đường trong cái thời gian này bạn tuổi tí nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim đừng cố làm điều mình không muốn tử vi tuổi bính tý thuộc thủy cứ chính là bạn là đủ rồi tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa căng thẳng khiến cho bạn không được là chính mình tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nhận được sự giúp đỡ từ người khác tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc không nên liều lĩnh nhé về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi dần. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bạn tuổi sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi cho nên với bạn tuổi sửu bạn đang có cái điểm báo dễ đối mặt với những cái mâu thuẫn trong ngày hôm nay và bạn tuổi sửu nhìn chung cái mối quan hệ xã hội tình cảm làm cho bạn tự xỉu, sao nhã. Nhưng bạn cần phải tập trung cao độ, nhất là khi có một cái dự án quan trọng nào cần phải hoàn thành trong cái thời gian này bạn tự xỉu nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tự xỉu, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn năng đỡ. Cái điều này làm cho mọi việc với bạn tự xỉu trong ngày hôm nay lại thêm phần được thuận lợi dường như trong cái thời gian qua vừa rồi với bạn tuổi xỉu chỉ biết chuyên tâm vào công việc và cống hiến mọi công sức và nỗ lực của bạn đã được ghi nhận và đền đáp xứng đáng nữa rồi nhé. Cuối ngày này đối với bạn tuổi xỉu, bạn tạm rời xa công việc và tận hưởng cái cuộc sống của riêng mình. Nếu như bạn cứ vùi đầu mãi vào công việc, hiệu quả cũng chưa chắc đã là cao và bạn tuổi xỉu, bạn nên biết kết hợp nghỉ ngơi khi cần thiết để hồi sức trở lại bạn tuổi xỉu nhé. Tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim, không cần thắng ai đó làm gì. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy, cố gắng tích lũy nhiều kinh nghiệm. Tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc hỏa, ai cũng mang lại cho bạn một bài học. Từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ hãy suy nghĩ trước khi nói ra tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đừng nóng nảy sẽ làm hỏng việc Đoạn. về đánh giá của bạn tử sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 9 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn. Tử vi tuổi dần, thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh đây là cái tín hiệu tốt để cho bạn tuổi dần tận dụng cái cơ hội đang có để cải thiện tình hình về tài chính cho mình nhé. Và bạn tuổi dần nếu như nhận được tiền lương thì bạn mệnh nên dành ra một phần thưởng để tiết kiệm tiền do công sức của bạn làm ra. Hãy biết quý trọng nó bạn tuổi dần nhé. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, ngày này bạn lại đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc cho nên, cái vận trình tình cảm của bạn mệnh tuổi dần trong cái thời gian này lại không thực sự tốt. Có thể vì xa mặt cách lòng cho nên tình yêu đang dần phai nhạt đi. Và bạn tuổi dần, bạn hãy cố gắng rút ngắn cái khoảng cách của hai người. May ra mới có được cái cơ hội cải thiện tình cảm giữa hai người bạn tuổi dần nhé. Và xin tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển những cái vị trí đồ đạc, tiến hành sửa chữa hay là đục đẽo Cái điều này sẽ làm ảnh hưởng tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi nữa đối bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy không nên xỉ xào việc của người khác, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa nên tập trung vào bản thân, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ có người mang tới bài học quý, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc nên dành thời gian cho một nửa của mình, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim may mắn về tiền bạc đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tí. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, hợi Mão mùi, cái điều này cho thấy đây cũng là một ngày thuận lợi cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Mão nhá Ngày này, các cặp đôi có thể thắp lại cái ngọn lửa lãng mạn, nồng nàn, còn các nàng độc thân nên chủ động tìm kiếm đối tượng thích hợp cho mình được rồi đoạn. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cái điều này làm cho bạn tuổi Mão có được cái sự năng động trong kinh doanh, đầu tư rất chi là có lợi và bạn tuổi Mão hôm nay tiền bạc về dồi dào, cho nên bạn mệnh không phải lo nghĩ gì quá nhiều. Bạn có thể chi tiền mua một cái món đồ nào mà bạn yêu thích đã lâu. Tuy nhiên, bạn đừng có tiêu tiền dùng quá nhiều lại ảnh hưởng tới tình hình tài chính của mình đó bạn nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi mão, vị trí nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan. Vì vậy, với bạn tuổi mão, bạn nên tránh mọi cái sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm trích ở các vị trí này nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, cẩn thận đánh giá từng vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc họ thể hiện sự tôn trọng với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, bạn sớm có được hành thành tích tốt. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc nên biết chọn lọc thông tin. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, cố gắng từng điều thật nhỏ nhặt nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phụ trợ, tuổi ngọ, tuổi Tỵ Tử vi tuổi thìn thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngộ hành tứ hình sung, thìn tuất xỉu mùi. Cho nên với bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay, bạn đang cảm thấy phải đối mặt với những cái thay đổi bất ngờ nhất là trong cái chuyện tình cảm, không hài lòng với đối phương một số cái vấn đề đối với bạn tuổi thìn nhé. Tuy nhiên, bạn tuổi thìn, bạn nên dùng những cái lời lẽ nhẹ nhàng để nối, chứ có nên cáo gắt, lại làm cho mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn đối với bạn tuổi thìn nhé. Ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi thìn, cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh đây là cái tin tín hiệu tốt cho bạn tuổi thìn thực hiện những cái nhiệm vụ quan trọng và cần thiết và bạn tuổi thìn bạn đừng có lơ là mà bỏ lỡ mất cái cơ hội tốt này đây thực sự là một ngày hiệu quả nếu như bạn muốn triển khai những cái dự án dài hơi cho mình trong tương lai đoạn ngày này đối với bạn tuổi thìn lại không phù hợp với cái việc làm những cái công việc trọng đại như là khai trương cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà bạn tuổi thìn nhé. Ngày này bạn cũng không nên xuất hành đi xa. Nếu như bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam để hạn chế những cái rủi ro cho mình bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa không nên tỏa ra hơn người. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nên dành thời gian cho bản thân. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc không nên so sánh với bất cứ ai. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim vợ chồng mau thuẫn. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy chính bạn cũng phải yêu thương lấy mình và Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ á, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày nhờ có tam hội phù trợ mà bạn tuổi Tỵ có được cái sự trao đổi ý tưởng với bạn bè, đồng nghiệp, cái điều này sẽ khuyến khích tinh thần và cho bạn tuổi Tỵ có được cái sự hứng khởi để bắt tay vào công việc triển khai chúng đó nhá. Và bạn tuổi tỵ bạn đừng có quên tìm kiếm những cái thông tin để có được những cái kiến thức hữu ích cho bản thân mình để phát triển công việc được thuận lợi tốt hơn nữa đoạn. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tỵ ngày này, cái vận trình của bạn cũng đang có được chính quan chia chở. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tỵ thêm yêu thích cái công việc học tập hơn do bạn nhận thấy cái giá trị to lớn của nó và bạn cũng không ngần ngại chia sẻ nó với những người xung quanh nhé. Dù là mục tiêu gì đi nữa cũng đừng nên chần chừ quá lâu vì cái thời gian có thể làm phai mờ đi cái sự quyết tâm và động lực của chính bạn tuổi tỵ đó bạn nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tỵ ngày này, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Đây là tín hiệu tốt cho tình hình về tài chính của bạn mệnh tuổi tỵ bằng việc tiết kiệm một số tiền nhô nhỏ nhưng qua cái thời gian dài với bạn đã tích lũy được cái số tiền kha khá với mình, đảm bảo cho tương lai của mình nữa rồi đó bạn tuổi tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, hãy tự giúp lấy chính mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, ai cũng đang gặp vấn đề riêng của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, chọn lọc thông tin để nghe. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, dễ gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, có người giúp sức đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có tam hội, đây là cái cơ hội tuyệt vời để cho bạn tuổi ngọ gặp gỡ mọi người và đây cũng chính là cái thời điểm tốt cho bạn tuổi ngọ tương tác với nhóm, qua đó bạn nắm bắt các cơ hội tốt dành cho mình bạn tuổi ngọ nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi ngọ, cái vận trình của bạn lại đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho những cái kế hoạch của bạn tuổi ngọ lại đổ vỡ và bạn tuổi ngọ bạn đang bị trôi đi và thiếu đi cái sự định hướng cụ thể về cái việc mình làm là gì, làm như thế nào và đó cũng là một cái trải nghiệm hết sức thú vị mà bạn tuổi ngọ trải qua trong ngày hôm nay nhé. Thay vì bạn tuổi ngọ cứ cố gắng kiểm soát mọi thứ thì tốt nhất là bạn cứ hãy buông mình và cảm nhận tất cả những gì đến với mình đi bạn tuổi ngọ nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp ngày có họa thổ tương sinh. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi ngọ có được sức khỏe dồi dào. Tuy nhiên, bạn đừng có vì công việc bộn bè mà quên đi cái việc chăm sóc cho bản thân mình cuối ngày với cái nguồn năng lượng có phần bị giảm sút và tốt nhất là bạn tuổi ngọ bạn cho mình được nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn nữa bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim không nên vội vàng hứa với ai. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy mọi việc đều có nguyên do của nó. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa nhận được sự tín nhiệm. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, tình cảm đong đầy, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, công việc có sai sót đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành, ngọ mùi hợp nhật nguyệt cái điều này giúp cho bạn tuổi mùi dung hòa được cái mối quan hệ của mình và bạn có một ngày rất chi là in ả, thoải mái nghỉ ngơi mà không nghĩ ngợi gì nhiều nhá. Với bạn tuổi mùi, bạn còn nhận được những cái lời khiên ngợi, động viên với những gì bản thân mình đã làm được nữa đoạn. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi mùi, ngày này, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi mùi, bạn đang có cái sự khát khao khám phá, luôn tìm tòi và chinh phục những cái đỉnh cao của trí thức mới. Và cái điều này làm cho bạn tuổi mùi, đây là cái cơ hội để cho bạn làm một việc chưa từng làm từ trước tới nay. Đến cả bạn cũng sẽ ngạc nhiên trước những cái quyết định táo bạo này của mình. Đó. Và ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này khiến cho sức khỏe của bạn mệnh tuổi mùi không được tốt cho lắm. Do cái lịch sinh hoạt của bạn có phần bị đảo lộn, việc bạn thường xuyên bữa bữa và ăn uống không đúng giờ giấc đang gây hại cho cơ thể của mình đối bạn tuổi mùi nhé. Với những ai hay ăn đồ ăn vặt, nên chọn hoa quả khô hoặc là các loại hạt thay vì bánh kẹo hay là bim bim bạn tuổi mùi nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim hãy chấp nhận sai sót của bản thân tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có nhiều việc đạt như mong đợi tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa đừng mong cầu sự hoàn hảo tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ những suy nghĩ khiến cho bạn bế tắc tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc công việc có phần thuận lợi đoạn về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này, bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi thân đang có cái điểm báo, đây cũng là cái thời điểm mà những cái vấn đề về tài chính có thể nảy sinh và thêm góp phần tạo cảm giác căng thẳng cho bạn tuổi thân cùng những người thân trong gia đình đó nhé. Và bạn tuổi thân, bạn hãy cùng nhau bàn bạc để đưa ra kết luận cuối cùng mang tính dân chủ nhất đoạn. Trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân, ngày này may là cái vận trình của bạn lại gặp được ngày có ngộ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy dù những cái mâu thuẫn đã được hóa giải, vì thế đừng có trách bản thân mình quá nhiều bạn tuổi thân nhé. Có những sai sót để cho bạn nhận ra ai thực sự hiểu bạn và luôn chống đối ngầm với bạn mà thôi bạn tuổi thân nhé. Và trong ngày này đối với bạn tuổi thân, gia đình nào có thai phụ thì không nên dịch chuyện đổ đạc hay là đục đẽo bởi cái việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi đó bạn tuổi thân nhé. Ngày này đối với bạn tuổi thân cũng không thuận lợi cho cái việc cầu tài lộc hay là khai trương xuất hành đi xa. Nếu như bạn phải đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng đông nam để hạn chế những cái rủi ro cho mình bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, hãy đối đại một cách chân thành. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, tránh xuồng xạ quá. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, tránh tập trung vào điều tiêu cực tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, dễ gặp chuyện không vui, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim nên đùa vui đúng chỗ nhé. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi thân tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi giàu đang có nguy cơ vướng vào những cái rắc rối khi gặp một số cái phiền nhiễu do người thân thiết hoặc là quyên thuộc và hiểu mình gây ra đẩy bạn vào cái tình huống khó xử đối với bạn tuổi giàu nhé. Và bạn tuổi giàu ngoài việc quan tâm tới lý thì bạn nên để ý tới tình một chút tránh bị nói là vô cảm đối với bạn tuổi giàu nhé. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi giàu, bạn lại đang gặp được ngày có ngộ hành tương sinh. Cái điều này mang lại động lực cho bạn tự dậu muốn cải thiện sức khỏe bằng cái việc noi gương cho ai đó. Và bạn tự dậu, bạn hãy tìm cái hình mẫu phù hợp với mình để học tập theo họ làm được thì bạn cũng sẽ làm được thôi đó bạn tự dậu nhé. Và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi dậu, cái việc cầu tài lộc, khai trương hay là xuất hành cũng được thuận lợi nhé bạn đang có được cái vận gặp quý nhân giúp đỡ, có người lớn hỗ trợ, cái công việc ký kết hợp đồng cũng được thuận lợi đượn. và bạn tự dậu, bạn đừng quên khi xuất hành, xuất hành theo hai cái hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng đông nam để tăng thêm cái vận may về tài bạc, về tiền bạc, về tài lộc cho mình. bạn tự dậu nhá về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy sức khỏe cải thiện tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa dễ gặp xung đột tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ rắc rối về tiền bạc tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc không nên độ lỗi tử vi tuổi quý dậu thuộc kim nhiều vấn đề cản trở luận về đánh giá của bà tử dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão. Từ vi tuổi tuất thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất xỉu mùi, cho nên với bạn tuổi Tuất, bạn đang có cái điểm báo có những cái điều bạn tuổi Tuất kỳ vọng thì nay đều không trở thành hiện thực và bạn tuổi Tuất bạn nên tùy cơ ứng biến thì hơn và hôm nay là một ngày phù hợp cho những cái kế hoạch nhô nhổ, những cái công việc lặt vặt đời thừa thường thay vì những cái dự án quá to lớn quan trọng bạn tuổi Tuất nhé. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất á, cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc. Đây cũng là ngày mà bạn tuổi Tuất nắm vai trò chính trong dự án hay là cái chương trình nào đó và dù công việc này ban đầu có thể gây cho bạn cái sự bối rối một chút nhưng rồi tất cả cũng sẽ ổn định mà thôi. Bạn cần phải tự tin lên bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Đây là cái tác nhân không tốt, ảnh hưởng tới cái vấn đề sức khỏe của bạn mệnh. Và bạn tuổi Tuất, bạn đang tự phá hoại sức khỏe của mình mà không biết đó nhá. Cái thói quen không lành mạnh như là rượu bia, hút thuốc, ăn đồ nhiều dầu mỡ đang làm hại bạn mỗi ngày mà bạn đang cố tình bỏ qua cho mình đó bạn tuổi Tuất nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa có thông tin bất lợi tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ gặp nhiều khó khăn trong công việc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cần phải tập trung thêm tử vi tuổi canh tuất thuộc kim thuận lợi trong công việc tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có người gây cạn trở đoạn về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Hợi, thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, hợi mạo mùi, cái điều này mang lại niềm tin, hy vọng mới cho bạn tuổi hợi, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân để cho bạn tự tin hơn trong các cuộc gặp gỡ với những người khác giới nhé. Những cặp đôi thì tìm được chỗ dựa về tinh thần khi trở về nhà sau một ngày dài làm việc căng thẳng và mệt mỏi nữa rồi. Được. Nhưng trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi hợi đang có cái điểm báo phải nhận kết quả không vui về một cái việc làm gì đó và bạn tuổi hợi bạn không hào hứng với các cái hoạt động tập thể bạn chỉ muốn tách mình ra khỏi những cái thú vui và có được cái phút giây riêng tư cho mình mà thôi đó nhá tâm trạng của bạn tuổi hợi cũng không được thoải mái vui vẻ cho lắm bạn luôn đắm chìm trong những cái suy nghĩ riêng thay vì tập trung cho công việc nửa đoạn và ngày này đối với bạn tuổi hợi bạn cũng đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc cho nên về tình hình tài chính của bạn mệnh cũng không được tốt hạn chế mua sắm đồ dùng không thực sự cần thiết và bạn tuổi hợi bạn cũng đừng vì sở thích rồi mua xong về nhà lại để đố bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, đừng nói nhiều, hãy hành động. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, có chướng ngại trong công việc. Tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc, không thể hoàn thành kế hoạch. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, đối mặt với khó khăn. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, tình yêu càng thêm vượng sắc nhé. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.